Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cho các bạn giá xe Future cập nhật vào ngày 1 tháng 5 nha các bạn, với chương trình khuyến mãi giảm giá 500.000, phiếu mua hàng trị giá 500.000. Và bên cạnh đó, em sẽ tư vấn cho các bạn rõ hơn về chương trình trả góp lãi suất 0.79, nhận cà vẹt gốc, và các bạn sẽ được tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn nha. Thì trong video này em sẽ quay cho các bạn xem về những cái phiên bản cơ bản nhất của mẫu xe Future năm 2024. Thì chúng ta sẽ có bản tiêu chuẩn là câm đĩa nè, bản cao cấp là bánh mâm thắng đĩa, và bản sơn độ bên cửa hàng của em. Thì em sẽ quay ba màu cơ bản và những cái màu sơn cực kỳ là hot luôn nha các bạn. Thì trước khi mình vào nội dung á, thì cho phép em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng để các bạn đang quan tâm về tất cả các mẫu xe của Honda Việt Nam, và đặc biệt là mẫu xe Future năm 2024, thì có thể ghé đến cửa hàng để xem xe trực tiếp hoặc là liên hệ với nhân viên. Thì cửa hàng của An là Head Honda ủy nhiệm nha các bạn, Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và cửa hàng An là nằm trên quốc lộ 1A luôn nha các bạn, ngay chợ Chợ Quýt. Địa điểm thì đi rất là thuận tiện và dễ dàng luôn các bạn. Bên cạnh đó thì số điện thoại cá nhân của An là 0364909432, và số điện thoại của một bạn nhân viên nữa là anh Đan có để trên màn hình, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp hoặc các bạn Zalo để được tư vấn nha các bạn. Thì điểm qua một cái số điểm nổi bật của mẫu xe Future thì các bạn biết đó, với dòng xe số cao cấp nhất của Honda Việt Nam hiện tại là mẫu xe Future năm 2024, thì một số tính năng mà được Honda Việt Nam trang bị là cái khối động cơ 125 vô cùng tiết kiệm nhiên liệu luôn nha các bạn, phun xăng điện tử nè. Xe thì với thiết kế vô cùng là thanh lịch, trang nhã, và với những cái tính năng như là ổ khóa đa năng, cốp xe rộng, đèn pha LED, xe thì rất là phù hợp cho tất cả các đối tượng, từ những khách hàng trẻ cho đến những khách hàng trung niên. Thì khi sử dụng chiếc xe Future này và tùy theo cái phiên bản màu thì chúng ta đem đến một cái sự khác biệt vô cùng là lớn luôn. Giống như là khi các bạn nhìn cái phiên bản màu bánh câm thắng đĩa màu trắng, màu xanh này các bạn, thì đối với các bạn trẻ chạy thì trông nó rất là thể thao năng động nè. Còn đối với phiên bản màu đỏ đen thì nếu như các khách hàng là trung niên chạy thì nó vô cùng là thanh lịch và sang trọng. Chính vì thế là mẫu xe Future Kiên An nhìn nhận đó là với những cái phiên bản màu, chỉ cần các bạn thay đổi phiên bản màu thôi thì các bạn đã sử dụng được những chiếc xe vô cùng là bắt mắt và đẹp luôn các bạn. Ngoài những cái màu cơ bản của Honda Việt Nam ra thì bên cửa hàng của An sẽ có những cái phiên bản sơn độ. Như ở đây An có quay sẵn cho các bạn một chiếc xe, đó là phiên bản màu xám đấu tem, một màu sắc mà bên cửa hàng An bán rất là nhiều luôn và rất là chạy luôn. Phiên bản màu này được rất là nhiều các bạn quan tâm bởi vì cái màu rất là đẹp và lạ. Thì những chi tiết trên xe như tem là Future nè, hoặc là logo cánh chim Honda, phun xăng điện tử VCS3 thì đều được phun sơn luôn nha các bạn. Thì đảm bảo là các bạn sử dụng thì nó sẽ không bị bong chóc nè. Thứ hai, nó tạo một cái điểm nhấn, một điểm khác biệt trên mẫu xe Future 2024. Sau đây thì An xin phép được cập nhật cái chương trình khuyến mãi nha các bạn. Thì hiện tại các bạn mua xe thì bên cửa hàng An sẽ tặng cho các bạn phiếu hỗ trợ giảm giá 500.000 đồng trừ trực tiếp hỗ trợ phí đăng ký các bạn. Thì giá xe nó chỉ dao động tùy theo phiên bản, chỉ dao động từ là 37.190.000 thôi các bạn. Chỉ dao động từ 37.190.000 thôi. Và nếu như các bạn mua xe trong ngày 1 tháng 5, ngày 1 tháng 5 nha các bạn, thì các bạn sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 500.000. Phiếu mua hàng này An sẽ hỗ trợ cho các bạn duy nhất vào ngày 1 tháng 5 thôi. Thì các bạn có thể mua phụ kiện nè, mua ba ga, mua công tắc đèn, mua chống trộm, mua định vị, phủ nano bảo vệ sân xe cũng như là quấn ống xăng. Rất là nhiều cái dịch vụ phụ mà các bạn có thể là sử dụng trên cái phiếu 500.000 này nha các bạn. Và việc mà các bạn mua xe thì bên cửa hàng An sẽ gửi tặng cho các bạn một gói quà tặng trị giá tương đương 500.000 đồng. Nó bao gồm mũ bảo hiểm nửa đầu có kính của Honda, móc khóa xăng, chế độ bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 km trên toàn quốc, và các bạn sẽ được giảm 10% phí thay nhớt, 6 lần kiểm tra định kỳ tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Và các bạn sẽ được giảm thêm 30% những cái dịch vụ phụ mà các bạn mua theo xe nha, sẽ được giảm thêm 30% nữa. Đó là cái chương trình khuyến mãi mà áp dụng ngày 1 tháng 5 cập nhật giá cho các bạn. Và tiếp theo đây nữa thì cái chương trình góp thì cũng là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều các bạn quan tâm với mua xe trả góp, hình thức và thủ tục như thế nào. Thì các bạn biết đó, thì bên cửa hàng của An luôn mong muốn rằng cung cấp cho các bạn những chiếc xe với cái giá cả hợp lý nhất, chất lượng nhất. Bên cạnh đó thì các bạn mua hình thức trả góp với cái gói lãi suất ưu đãi nhất, và các bạn vẫn luôn nhận luôn cà vẹt gốc các bạn. Thì thủ tục cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần căn cước công dân là có thể lên hồ sơ mua trả góp được rồi. Thì các bạn trả trước 20% giá trị xe và các bạn sẽ được hỗ trợ góp là 0.79, nhận luôn cà vẹt gốc. Thì chương trình này bên cửa hàng An đang hỗ trợ cho các bạn để mà mình mua xe với gói lãi suất ưu đãi nè, và thời hạn của nó là 12, 15, 18 tháng, 24 tháng để các bạn có thể lựa chọn mình mua phù hợp với cái khoản thu nhập hàng tháng của mình cũng như là cái chi tiêu trong hàng tháng để các bạn mình đóng phù hợp nha các bạn. Thì 0.79 thì rất là thấp luôn ạ, rất là thấp luôn. Mà điều kiện của nó thì chỉ cần trả trước 20% thôi, An thấy rất là phù hợp luôn.
Và tiếp theo nữa, một cái chương trình mà các bạn cũng khá là quan tâm đó là chương trình khu cũ đổi mới và hỗ trợ góp 0% lãi suất, hoặc là các bạn sẽ được giảm 1 triệu đồng trên giá trị xe mới. Nếu như các bạn đang sử dụng tất cả các mẫu xe cũ mà các bạn cảm thấy là cái khả năng mà sử dụng nó không còn tiết kiệm nhiên liệu nữa, hoặc là các bạn đi bảo trì, các bạn sửa chữa, chi phí của nó tốn kém rất là nhiều, thì các bạn có thể chọn ngay cái hình thức khu cũ đổi mới để được giảm giá 1 triệu đồng khi các bạn thanh toán bằng hình thức tiền mặt, hoặc là gói lãi suất 0.79. Còn nếu như các bạn chọn với hình thức góp 0% lãi suất thì các bạn trả trước 30% và vay lại 20 triệu giúp em, thì mình sẽ được hỗ trợ góp 12 tháng không có lãi nha các bạn, hoàn toàn là không có lãi suất. Thì đó là một trong hai cái ưu đãi mà dành cho chương trình khu cũ đổi mới. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ có một chiếc xe cũ mình đổi nè, xe cũ là xe 50, xe chính hãng, xe khác hãng, xe chính chủ hoặc không chính chủ, thì bên cửa hàng An đều có hỗ trợ thu lại cho mình nha. Và thủ tục thu lại thì rất là đơn giản các bạn. Nếu như mà các bạn đang quan tâm về cái giá xe cũ ấy, thì hiện tại thì An cũng chia sẻ luôn, xe cũ thì bên cửa hàng An sẽ định giá xe tại cửa hàng, và khi có xe tại cửa hàng, bên cạnh đó thì giá xe cũ nó cũng sẽ cập nhật theo thời điểm và tùy theo cái tình trạng cũng như là xe của mình, chất lượng xe của mình nó như thế nào, thì bên cửa hàng An mới cung cấp cho một cái giá hợp lý nhất và ưu đãi nhất có thể hỗ trợ cho các bạn để các bạn đổi qua xe mới nha. Đổi xe mới thì các bạn đổi được giảm thêm 1 triệu khi các bạn thanh toán tiền mặt, hoặc là gói lãi suất ưu đãi nè, hoặc là 0% lãi suất mà khi các bạn trả trước 30% vay lại 20 triệu nha các bạn. Đó là chương trình khu cũ đổi mới. Còn đối với những khách hàng đã từng mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức rồi, thì bên em vẫn đang hỗ trợ song song những cái chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng, như là chương trình thẻ VIP trao tay sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 200.000 đồng cho đến 400.000 đồng tùy theo số lần tích lũy, và điều kiện áp dụng của mình là sẽ là chung hộ khẩu với người đứng tên xe mới nha các bạn. Còn nếu như các bạn đang có từng mua xe rồi, hoặc bạn bè hoặc người thân hàng xóm gì của mình đó mà có từng mua xe được bên cửa hàng An liên hệ nhận phiếu chúc mừng sinh nhật trị giá 500.000, nếu mà không có nhu cầu mua xe mới thì có thể mình cho các người thân của mình, bạn bè của mình để được mua xe, sẽ được cầm thêm phiếu đó, sẽ còn thời hạn sẽ được giảm thêm 500.000 trực tiếp trên giá trị xe mới nữa nha các bạn. Sẽ được giảm thêm 500.000 nữa, rất là ưu đãi luôn. Đó là những tổng hợp một số cái chương trình khuyến mãi mà bên cửa hàng An đang áp dụng cho các bạn khi mình mua xe cập nhật vào đầu tháng 5, ngày 1 tháng 5 tặng phiếu voucher trị giá 500.000. Thì đây là một trong những cái cơ hội các bạn mua xe, thứ nhất là vào dịp lễ này sẽ được nhận phiếu voucher trị giá là 500.000 đồng nè. Thứ hai nữa là trong dịp lễ này thì An biết là mình đang nghỉ lễ thì mình đang có nhiều thời gian rảnh, thì mình có thể ghé ngang cửa hàng của An để mình được xem xe nè, lựa chọn xe phù hợp nè. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn đang không có thời gian thì các bạn có thể chọn hình thức là đi một mình đến cửa hàng mua xe, và bên cửa hàng ngay sẽ có nhân viên giao xe cho các bạn, hoặc là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ giao xe miễn phí trong những cái khu vực lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau nha các bạn, cũng như là Trà Vinh vẫn hỗ trợ được luôn. Thì video của An đến đây là kết thúc. Các bạn xem video hãy để lại một lượt like, một lượt chia sẻ giúp An. Và các bạn đang quan tâm về mẫu xe Honda Việt Nam cũng như là tất cả các mẫu xe, số xe ga, xe côn thì cứ để lại bình luận, sẽ có nhân viên tư vấn cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.